bức ảnh lịch sử của Messi, Ronaldo gây báo diện rộng với ý nghĩa nhân văn và cú twist phút 90 khiến cộng mạng ngơ ngác. Niềm vui chưa tròn 24 giờ, dân tình hiện đang cảm thấy hụt hẫng và hoang mang khi nhận ra chi tiết đắt giá đằng sau bức ảnh lịch sử của Messi, Ronaldo. Là một người yêu bóng đá hay không, hẳn ai cũng biết Messi và Ronaldo trước giờ vẫn luôn được coi là kỳ phùng địch thủ của nhau. Hai nhân tố vàng của làng thể thao vua từng nhiều lần so kè trên các bảng xếp hạng danh tiếng fan club của hai bên lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng khẩu chiến nhằm đưa thần tượng nhà mình lên ngôi vị cao nhất. Việc cả hai xuất hiện chung một sự kiện đã hiếm, việc hai người chụp chung một bức ảnh lại càng hiếm hơn. Mà cái gì hiếm ắt sẽ gây sốt. Và bức ảnh Messi, Ronaldo đối đầu trên bàn cờ chụp quảng cáo cho Louis Vuitton chính là ví dụ. Rất nhanh sau khi bức ảnh được tung ra, nó đã trở thành đề tài bàn tán trên cõi mạng mọi quốc gia, nhận về lượt tương tác khủng, tiêu tốn nhiều giấy mực của truyền thông. Nhiều hãng tin lớn trên thế giới đã đăng tải lại khoảnh khắc lịch sử giữa Messi với Ronaldo. Báo Sportbible sẵn sàng gọi đây là bức ảnh thế kỷ. Facebook, Twitter, Instagram hay bất kỳ một trang mạng xã hội nào cũng phải dung chuyển vì khoảnh khắc khó thấy lại trên đời này. Ẩn sâu trong khoảnh khắc lịch sử ấy là một thông điệp đậm tính nhân văn. Sẽ có nhiều câu hỏi đặt ra. Vì sao hai tuyển thủ lẫy lừng lại đam chiêu trước một ván cờ? Đây không phải là một tình tiết vô tri, mà đó chính là thế cờ ẩn chứa nhiều lớp lang ý nghĩa. Messi và Ronaldo thực tế đang tái hiện trận đấu lịch sử năm 2017 giữa Magnus Cassen và Hikaru Nakamura, cũng là hai kỳ thủ huyền thoại của cờ vua thế giới. Magnus Cassen lúc đó vẫn đang giữ ngôi vị vua cờ, dù anh vừa từ bỏ trận tranh ngôi vương sẽ diễn ra năm 2023, còn Hikaru Nakamura luôn nằm trong top 5 kỳ thủ xuất sắc nhất thế giới. Ấy là trận chiến diễn ra tại vòng 3 giải cờ vua Naui năm 2017. Trận đấu này kết thúc với việc hai kỳ thủ bắt tay hòa nhau, mỗi người giành một trên hai điểm kết thúc giải, Hikaru Nakamura giành ngôi Á quân với 5 điểm, còn Magnus Carlsen đứng áp chót với 4 điểm. Không có người chiến thắng, cũng chẳng có kẻ thua cuộc, chỉ có những phút giây mãn nhãn kinh điển của người hâm mộ trước bàn đấu khí khoe chọn tài năng, trí lực đầy lôi cuốn giữa những huyền thoại. Khéo léo làm sao, bức ảnh đối đầu của Messi, Ronaldo được tung ra ngay trước thềm World Cup cuối cùng của cả hai. Thông điệp mà thế cờ trong ảnh muốn gửi gắm chính vì thế còn nhân văn và ý nghĩa hơn vài cung bậc. Xuyên suốt sự nghiệp hoạt động cả chục năm, Thứ mà Messi và Ronaldo muốn là được cống hiến, được phát triển, được sống cùng đam mê, đem niềm vui lẫn tự hào đến với người hâm mộ. Ngôi vương hay thứ hạng, thực tình không còn là quan trọng. Cuộc chơi là để tận hưởng, không phải để giành giật chiến thắng khi mà cả Messi và Ronaldo đều đã được coi là người hùng, là huyền thoại.